Bão số 3 tiếp tục đi sâu vào đất liền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đã đi vào đất liền Quảng Ninh và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/h. Hiện tại, sức gió mạnh nhất tâm bão ở cấp 12-13, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Tại thành phố Hạ Long, theo ghi nhận bước đầu qua chia sẻ video ảnh trên mạng xã hội của người dân sống tại các chung cư cao tầng cho thấy những khoảnh khắc kinh hoàng khi bão Yagi đổ bộ vào đất liền và gây ra những thiệt hại đáng kể. Cũng do ảnh hưởng của gió rất mạnh và mưa lớn của bão số 3, nhiều đường dây truyền tải điện 500kV và 220kV ở khu vực Quảng Ninh bị sự cố. Gần như toàn bộ phụ tải của tỉnh Quảng Ninh bị mất điện do sự cố nhiều đường dây trung áp. Sau khi bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện sẽ được khẩn trương triển khai. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Bắc Bộ, từ chiều đến hết đêm nay 7 tháng 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Ngày và đêm 8 tháng 9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trước đó, siêu bão Yagi đã tấn công tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc với mưa lớn và gió giật, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 92 người bị thương. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.